Top 5 cổ phiếu được nước ngoài săn đón nhất năm 2022. Phần 2. ACB, ngân hàng hàng đầu Việt Nam. Giá chênh 15% so với giá trị giao dịch trên thị trường ngày 20 tháng 9 năm 2022. Lý do hấp dẫn: 1. Quản trị rủi ro của ACB. ACB là tốt nhất Việt Nam với nợ xấu đâu đó dưới 1% trong những năm qua. Thứ hai, hiệu quả kinh doanh vượt trội với cái hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu lên đến 28%, tức là có 100 tỷ thì mỗi năm có thể sinh lời ra 28 tỷ. Thứ ba là định giá của ngân hàng ACB này rất hấp dẫn, với PE chỉ bằng 6,3 lần, PB bằng 1.5 lần. Còn về triển vọng trong tương lai thì ACB được đánh giá là một ngân hàng có triển vọng tăng trưởng ổn định và bền vững. Thứ nhất là các cái dịch vụ bảo hiểm và các cái dịch vụ liên quan khác đang được triển khai rất mạnh. Thứ hai là họ ứng dụng công nghệ không phải nhiều nhất, không phải sớm nhất, nhưng là một cái doanh nghiệp ứng dụng công nghệ hiệu quả nhất. Tín dụng thì tăng trưởng ổn định, từ đó khiến cho tốc độ tăng trưởng lợi nhuận chúng tôi dự báo là đạt có thể 13 đến 15% một năm trong 5 năm tới.